Em xin chào cụ nhá. Thì là sau hơn một tuần em quay lại với cầu vượt đô thị Mai Dịch. Thì hiện nay thì đã xong rồi nên là hiện nay đang nghiệm thu các cụ nhá. Đấy, phía trước các cụ là cầu vượt Mai Dịch các cụ nhá. Đấy, các cụ có thể thấy ạ. Đây là bên Tân Nguyên 1 các cụ nhá. Em quay chi tiết nhá. Các cụ có thể thấy là cầu thì sẽ cấm người đi bộ, cấm xe ba gác và cấm xe đạp. Chiều cao tối đa là 4,3 m và chiều cao tối thiểu cái gì nhỉ? Là 4,15 m cụ nhá. Đấy. Biển báo đàng hoàng cụ nhá. Đấy. Đây là đường song hành thì cũng đã được mở rộng cụ nhá. Đây đoạn này mở ra rộng hơn cụ nhá. Đấy. Đây các cụ có thể xem cầu ạ. Khá là thoáng các cụ ạ. Đấy. Đây em sẽ quay tiếp cho các cụ về gầm cầu và đơn nguyên 2 các cụ nhá. Các cụ chờ em nhá. Đây là chiều cao tối đa của quay đầu là 3,3 m các cụ nhá. Các cụ có thể thấy ạ. Đấy. Đây em sẽ quay đơn nguyên 2 các cụ chờ em nhá. Các cụ có thể thấy là phía trước đơn nguyên 1 biển báo thì đã hoàn chỉnh các cụ nhá. Kia là cấm các xe rẽ trái quay đầu, nghĩa là các cụ sẽ không được ra nhá. Nếu các cụ đi trong cái cầu vượt hiện hành ấy thì các cụ chỉ được đi thẳng và không được ra các cụ nhá. Không được ra và quay đầu các cụ nhá. Đấy. Các cụ thể thấy ạ. Hiện nay thì cầu đang nghiệm thu để chờ ngày thông xe các cụ nhá. Sơn kẻ vạch thì sơn hết rồi các cụ ạ. Đấy. Thì sau đây em xin quay về đơn nguyên 2 bên kia cho cụ xem nhá. Sau đây thì em xin review đơn nguyên 2 của Mai Dịch, cầu vượt đô thị Mai Dịch các cụ nhá. Đơn nguyên 2 thì cũng đã hoàn chỉnh ở các cụ nhá. Hiện nay đang nghiệm thu để chờ thông xe các cụ nhá. Đấy, các cụ có thể thấy ạ. Hoàn chỉnh hết mọi thứ rồi. Chỗ này thì vừa được mở rộng ra các cụ ạ. Không thể. Các cụ chú ý là đây là vạch mắc võng nhá. Và hầm đi bộ nên các cụ chú ý đi cẩn thận, đi đúng phần đường làn đường các cụ nhá. Đấy. Đây em sẽ tiến về phía gầm cầu, em sẽ review gầm cầu cho các cụ xem. Bên này lối quay đầu thì cũng được hoàn chỉnh ở các cụ nhá. Đấy. Đường cũng được mở rộng ra, khá là thoáng các cụ ạ. Đấy. Đây em sẽ review gầm cầu vượt các cụ nhá. Thì hiện nay thì một khoảng trống thì đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho phép để làm bãi đỗ xe để phục vụ hành khách đi trên đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội các cụ nhá. Em sẽ vào đơn nguyên để review chi tiết cho các cụ nhá. Anh em vào gầm cầu các cụ nhá. Biển báo rất là rõ ràng, đường thì rộng hơn các cụ nhá. Đấy. Đây em sẽ vào gầm cầu review cho các cụ xem nhá. Đấy. Em sẽ vào trong gầm cầu review lại cho các cụ xem. Gầm cầu hôm nay có gì thay đổi không ạ? Đây em sẽ vào đây review cho các cụ nhá. Đấy. Gầm cầu thì rất. Đây em sẽ đứng đây review cho các cụ xem ạ. Quên đi. Đây các cụ thể đấy ạ. Mọi thứ thì được hoàn tất hết rồi các cụ nhá. Đèn gầm cứ kiểu hoàn thành tất rồi các cụ nhá. Đấy. Bây giờ chỉ chờ các cơ quan họ nghiệm thu để có thể đưa dự án đi vào hoạt động các cụ nhá. Đấy. Các cụ thể đấy ạ. Còn ở phía trước cái tấm chắn nhựa kia là khu vực để làm bãi đỗ xe để phục vụ đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội các cụ nhá. Đấy. Lưu lượng phương tiện khá là nhiều các cụ ạ. Đấy. Các cụ có thể thấy ạ. Thì ở hai bên đầu đường Xuân Thủy và Hồ Tùng Mậu thì đã được thiết kế thêm một lối quay đầu
để việc quay đầu của người dân dễ dàng hơn các cụ nhé. Đấy. Đấy, cụ thì đấy ạ. Tinh không tối thiểu của cầu là 4,75m và tinh không tối đa là 5m cụ nhá. Nếu tính theo ở giữa. Còn nếu tính hai lối quay đầu thì tinh không là 3,3m và tinh không tối thiểu 3m và tinh không tối đa là 3,75 cũng nhá. Bên này đa phần thì nhiều người họ sẽ đi bên này nhiều hơn. Còn bên kia thì vắng, rất ít xe họ đi bên này. Mặc dù là mỗi bên thì đều 8 loa xe đúng không ạ? Đấy. Hiện nay thì cầu đang được nghiệm thu để chính thức thông xe trong vài ngày tới đúng không nhá. Đấy. Đây là các công nhân, không biết là công nhân hay là xe ôm nhỉ, đang ngồi nghỉ sau khi làm xong cuộc vượt mai dịch các cụ nhá. Đấy, rất là vui luôn các cụ ạ.